câu đằng. Tên khác: dây móc câu, dây giang quéo, móc ó, vuốt, co nam kho, bức cậu, nam lập câu, ghím tiểu. Bộ phận dùng: đoạn thân mấu cành có gai ở kẽ lá, cong như lưỡi câu cứng của cây câu đằng, thu hái vào hè thu rồi phơi hay sấy khô. Từng đoạn thân dùng không quá 3 cm, nên dùng đoạn bánh tẻ tác dụng tốt hơn đoạn già. Gai dài chừng 2 cm, đoạn thân có 2 gai tác dụng tốt hơn đoạn thân 1 gai, không dùng đoạn thân không có gai. Tính vị công năng: câu đằng có vị ngọt, tính mát, vào các kinh tâm can, có tác dụng thanh nhiệt, bình can, tức phong, định kinh. Công dụng: câu đằng chữa kinh giật ở trẻ em, người lớn huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt, trúng phong. Liều dùng 4-9 g sắc nước uống, có thể dùng dạng bột. Chú ý, không nên sắc câu đằng quá lâu, đợi khi sắc các vị khác gần được mới cho câu đằng vào và để cho sôi 1-2 chảo là được. Bài thuốc có câu đằng. 1. Chữa đau đầu, chóng mặt do huyết áp cao. Câu đằng, cúc hoa, phòng phong, đảng sâm, phục thần, phục linh, trần bì, mạch môn, mỗi vị 15 g, thạch cao 30 g, cam thảo 7,5 g, tất cả nghiền thành bột, mỗi lần dùng 12 g sắc nước uống, bỏ bã. 2. Chữa cao huyết áp. Câu đằng 12 g, tăng diệp, cúc hoa, hạ khô thảo, mỗi thứ 9 g, sắc nước uống. Hoặc câu đằng, thạch quyết minh, mỗi thứ 15 g, đỗ trọng 9 g, hoàng cầm 6 g, ích mẫu, hạ khô thảo, mỗi thứ 12 g, sắc nước uống. 3. Chữa sốt kinh phong, chân tay co giật ở trẻ em. Câu đằng 10-15 g, kim ngân hoa 9 g, bạc hà 3 g, cúc hoa 6 g, địa long 6 g, sắc nước uống. 4. Chữa trúng phong. Câu đằng 30 g, hàng bạch thược, địa long mỗi thứ 15 g, chân châu mẫu 90 g, sinh đại hoàng 9 g, nước trúc lịch 45 ml, ngày uống 2 thang ở giai đoạn cấp tính và 1 thang ở giai đoạn hồi phục. 5. Chữa liệt thần kinh mạch. Câu đằng 60 g, dây hà thủ ô tươi 120 g, sắc nước uống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.